Hôm nay thì bên Hoàng Thống Mô Tô được tiếp các chú bên Gò Vấp nhé, quận Gò Vấp sang mua xe ủng hộ những người kém may mắn hơn mình. Thì bên Hoàng Thống Mô Tô cũng sẽ gọi là hỗ trợ các chú để có một mức giá tốt nhất với dòng xe chính hãng này. Đấy, các chú đang ở, vì mấy hôm nữa mình lại phải bay ra Hà Nội không quay trực tiếp được lễ bàn giao xe. Đây các chú ở bên Gò Vấp nhá. Anh Kiên ơi, cầm hộ em mày quay ơi. Cái màu thì nó có mấy màu này các bạn, nó có đỏ đi. Vâng. Không sai, rút ra là một hai ghế, ba ghế là vậy. Ba ghế là đấy, thì bạn cũng là gọi là đó. Càng này nó có cái tổ lò quá tổ to cái ghế này thì nó không phải giống như giày tiền, ghế này nó phải gạt ở trung tâm, thì ghế ở trẻ con nó phải gạt chúng đây, chú sờ ra là khác nhau mà. Chú không biết chú đi xem dòng kia nhưng mà dòng này nó khác nhau rồi, ra thị sờ cái là biết hết. Vì con thì là nói thật là nó hơn nhau vài triệu, thì nhà con cũng sẽ hỗ trợ hết mọi người hết mức có thể với những trường hợp kém may mắn hơn. Kể cả sau này những cái con xe rẻ tiền chú lấy, con vẫn bán rẻ, nghe con vẫn gọi là hỗ trợ giá, nhà mình hết sức có thể. Rồi, ok. Nhà lúc nãy là làm đây chủ cháu mình ra kia ngồi nói chuyện. Chào Huynh nhá.
cái màu này. À, anh Đông kéo một xe ra cho thống nhất là đúng không? Đây là sự tư khác từ lấy xe này. Vâng. Hôm nào cũng được. Rồi bây giờ là chúng tôi đưa ở hãng xe xong rồi bắt đầu là giờ ông ấy chạy thẳng lên ông luôn ha. Ông chào đấy. Ôi giời ơi, chắc phải xin thêm con nó được khoảng 2 triệu nữa. Mà bây giờ là căng quá, bây giờ là tăng giá lên tí cho trong phía cuối cả nhà mặt cả trong cả vườn cả mình. Ok. Mệt quá. Tính thì khám mắt cái này đau quá. Thôi được rồi, cứ ấy đi, thôi cho thêm 1 triệu nữa. Thế là ok. Thế cứ bàn đi các ông ạ. Các ông cứ bàn đi. Nhá. Rồi. Ôi trời ơi, đây là ba anh em Dương mới vừa nghe tư vấn vừa xem thực tế vừa ấy là đẹp rồi. Rồi tôi bảo ạ. Tôi bảo ông Dũng ông ấy chụp lên xong là ông mang lên cho xem rồi. Nhá. Nhà có đủ cả website tham khảo. Rồi. Ông xong ở đây cái chạy thẳng ông này là ông ở bên bắt cái muốn chụp đấy luôn ông là đấy chưa có được may không ông đây tăng con này bị chất ông đây ông cứ bảo là tôi thì đây là các chú ở bên hội hội Gò Vấp hội binh cựu chiến binh Gò Vấp bên quận Gò Vấp đang mua xe tặng các chú thì vâng thì bên Hoàng Hồng Mô Tô cũng sẽ gọi là có giá cả giúp đỡ những người kém may mắn và trong hội ở các quận trên thành phố Hồ Chí Minh và tất cả mọi nơi mọi người có thể liên hệ số 0386791998 để mua được những sản phẩm chính hãng cao cấp nhất hiện tại trên thị trường ấy thì ở đây là có ba chú và các chú đều đã đi tham khảo hết và đã quyết lựa chọn ở bên Hoàng Hồng Mô Tô và Hoàng Hồng Mô Tô cũng sẽ Hoàng Thống Mô Tô chỉ là gọi là hỗ trợ giá chứ không nói là tặng nguyên cả con xe. Vì thực chất là ở đây rất là nhiều những bên nói là tặng cả nguyên một con xe nhưng mà đây có mặt các chú đây thì các chú cũng đã nói hầu như là tiền ở quận hội. Đấy như Hoàng Thống Mô Tô thì Hoàng Thống Mô Tô có gì nói đấy. Và gặp Đức Mayo thì rất chân chất xe nhái xe giả như thế nào và Đức Mayo đều up lên cho mọi người cảnh báo cho mọi người để mọi người tránh trường hợp mua phải hàng giả hàng nhái kém chất lượng đấy. Còn đây là hôm nay thì Đức Mayo cũng chỉ hỗ trợ các chú được gọi là mức giá tốt nhất hiện tại trên thị trường và có cái ưu đãi chính sách bên công ty mình dành tặng cho các chú ở mọi miền tổ quốc. Đấy. Còn đâu với những người nào gọi là đã tốt rồi thì chúng ta cố gắng lên mua những cái xe xịn. Đấy, còn nếu mà để gọi điện mặc cả Đức Mayo thì cũng mong mọi người thông cảm những cái vấn đề là đây là Đức Mayo dành tặng cho cả quận cả hội một tháng công ty cũng chỉ dành tặng được bao nhiêu xe thôi chứ không phải là ai cũng gọi điện đến mặc cả được đấy thì mong mọi người thông cảm. Xin gặp lại chắc là thế bàn giao xe Đức Mayo cũng không có trong này rồi vì mấy hôm nữa Đức Mayo phải bay ra ngoài Hà Nội có tí công việc ngoài đấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.